Quý vị vừa nghe xong ba trích đoạn của ba câu chuyện xét đoạn ba giải chung kết cuối. Chúng tôi xin mời sự ra vừa rồi chúng ta đã coi qua ba đoạn trích đoạn của ba tác giả. Rất là cảm động của quý vị. Chúng ta đã thấy những cái mảnh đời bất hạnh. Chúng ta thấy có một người có một cái mối tình mang theo. Đây là những cái hình ảnh và những lời văn trải chuốt qua mà sắp sửa đây chúng ta sẽ được biết ai sẽ là người khán giả. Và bây giờ chúng tôi xin mời giải Á Hậu hay giải vinh danh tác phẩm năm nay là thuộc về tác phẩm Bốn Ngọn Đèn Cầy của tác giả Lê Hoa Wilson. Xin mời tác giả Lê Hoa Wilson. Tác giả Lê Hoa Wilson là cư dân của thành phố là Miranda. Năm 2011 bà đã nhận giải đặc biệt với loài vật tự sự. Bài viết Bốn Ngọn Đèn Cầy là câu chuyện viết cho mẹ cừu của chiến binh, nhắc đến lối sống thản nhiên yêu đời của một người bạn cừu của chiến binh là đại úy Lê Đình Tùng, đại đội trưởng đội trinh sát sư đoàn 9 bộ binh. Thưa quý vị, cựu chiến binh đại úy Tùng thì đang có mặt ở đây hôm nay, ngồi ở bảng số 3 bên tay trái của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin mời giám sát viên Andrew Đỗ lên để trao giải cho tác giả Lê Hoa Wilson. Chúng tôi xin mời cô Lê Hoa có lời phát biểu gì không ạ? First of all, I want to say thank you to chị Nhã Trang, whom I met at the pagoda, and who talked to me again to write some article. Thank you, Nhã Trang. Second, I want to thank my husband and all my children who support me very much. Second, I want to thank this Anton. Please come here, Anton. This is the guy that I write Bốn Ngọn Đèn Cầy about. He was a captain in the Vietnamese, in the army. One day he went into the battlefield. The VC put the V-40 rifle to the field, got his arm. He didn't even know. He looked down, he saw the arm on the floor, and in his mind, he thought that that arm belonged to one of the soldiers, his soldier. So he cried. He bent down, picked up the arm, and he asked around, whose arm is this? Then one of the soldiers cried. He said, Captain, that's yours. That's why he lost his arm. And never give up. He came to this country, he worked, he studied, he lost his love. But since I wrote the article about him, a lot of women want to marry him. So thank you. Xin cảm ơn cô Lê Hoa, cảm ơn đại úy Tùng. Bây giờ chúng tôi xin mời giám sát viên Andrew Đỗ có một vài lời để gửi đến quý vị khán giả ngày hôm nay. Chúc mừng chị Lê Hoa Wilson và kính thưa quý trưởng thượng, quan khách và đồng hương. Đây là một vinh dự cho chúng tôi được tham dự lễ trao giải Việt báo viết về nước Mỹ cho năm nay. Sự họp mặt của chúng ta đêm nay đang tiếp tục một truyền thống đẹp đẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Từ lễ trao giải lần đầu tiên năm 2000 tới nay, giải viết về nước Mỹ qua những ý nghĩa sâu đậm của cụm động từ này là một duyên cớ và cảm hứng để chúng ta tiếp tục cống hiến cho nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Giải viết về nước Mỹ là một viên ngọc hiếm có còn sót lại của nền văn hóa giáo dục đệ nhị Cộng Hòa, một nền giáo dục đầy nhân bản, đường màu, sắc dân, độc tính,
và là một nền giáo dục khai phóng. Thay mặt cho cư dân địa hạt một Quận Cam và nhất là những thế hệ trẻ, chúng tôi kính cẩn vinh danh những thành quả văn hóa và giáo dục mà Việt Báo và ban tổ chức đã đóng góp vào kho tàng văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, và hy vọng một ngày gần đây chính sách giáo dục nhân bản dân tộc khai phóng mà chúng ta đã ôm ấp xây dựng sẽ có cơ hội phục vụ hồi trở lại tại quê nhà chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn các sát viên hai đứa. Xin mời quý vị trở về chỗ ngồi. Xin cảm ơn các bạn và xin chúc mừng. Chúng tôi xin lưu ý cùng với quý professional photographer, nếu quý vị là những người professional để chụp hình cho báo chí thì chúng ta sẽ chụp hình trước. Còn quý vị nào muốn chụp hình để lưu niệm đó thì xin hãy ngồi xuống và hãy đứng lại đằng sau, bởi vì khán giả không có theo dõi được sân khấu khi quý vị đứng lại đằng trước giàn chào như thế. Một lần nữa xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Bây giờ là giải đấu thứ hai, xin mời Thúy Trinh. Đây là cái giây phút hồi hộp nhất thưa quý vị. Giải Á hậu thứ hai là giải vinh danh tác giả. Năm nay thuộc về tác giả Phan đến từ Dallas, Texas với bài viết Escape Theo. Đó nhất về là trong nhà như ta có một mối tình đem theo. Đó là một tác giả tuyệt vời. Xin mời tác giả. Và chúng tôi cũng xin mời chú Lê Văn lên để trao giải. Kính thưa quý vị, tác giả Phan là một cây viết viết về nước Mỹ quen thuộc, tham dự giải thưởng từ năm 2006. Ông đã được nhận giải vinh danh tác giả viết về nước Mỹ năm 2013. Từ Dallas, Texas, ông đã có bài đều đặn liên tục suốt 10 năm và có số lượng người đọc đông đảo. Đặc biệt, bài viết Gián Kiều của ông phổ biến ngày 22 tháng 10 năm 2010 là bài viết về nước Mỹ đầu tiên trên Việt Báo Online đạt số lượng hơn 1 triệu lần đọc và 24 bài viết đạt số lượng đọc trên dưới 900.000. Và chúng tôi xin mời chú Lê Văn là vị khách đặc biệt của Việt Báo năm nay đến từ Texas luôn thưa quý vị. Ông là cựu chủ biên Việt ngữ đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ ở nhiều thập niên, thì xin chú có thể trao giải cho tác giả. Tôi xin mời tác giả Phan có một lời phát biểu ngắn gọn. Phan chỉ xin gửi lời cảm ơn tất cả thầy giáo thầy cô, với lại hôm nay Phan rất là vui mừng và xúc động được nhận cái phần quà từ một người đàn anh ở chính Đà Lạt trao tặng cho Phan. Đây là tác giả của Rực Vang. Cảm ơn tất cả. Xin mời chú Lê Văn cho các vị đặc biệt của chú và người thân đến đây và trao giải cho tác giả cũng cùng tự ban. Thưa quý vị, tôi còn đi làm việc ở Đài Loan thì hàng ngày tôi vẫn phải lái xe đi ngang qua đài tưởng niệm Việt Nam Memorial. Trên đó có ghi khắc tên tuổi của hơn 50.000 chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh ở Việt Nam. Hôm nay khi đến đây, tôi lại được chứng kiến một tượng đài khác được xây dựng bằng những bài viết về nước Mỹ của tất cả quý vị hiện diện hôm nay và nhiều người khác nữa ở Việt Nam, ở khắp năm châu. Những bài viết ấy đã tạo thành một cái kho tàng văn học gồm tới 12.000 trang sách. 12.000 trang sách ấy là những viên gạch xây dựng thành một tượng đài ghi lại cuộc hành trình đầy gian khổ cũng như sự thành công vượt bậc của đại khối người Việt ở hải ngoại. Nhờ vậy mà từ nay không ai có thể bóp méo cái cuộc hành trình của người Việt ghi lại ra nước ngoài. Tôi rất lấy làm khâm phục chương trình này và tất cả các tác giả đã tham dự, và tôi lại được cái niềm vui là trao tặng giải thưởng cho một người đồng hương của tôi. Tôi nói đồng hương là bởi vì tất cả hai chúng tôi đều là người ở Texas.
hôm nay ở Dallas, tôi ở Houston. Chương trình viết về nước Mỹ đã kết hợp hai chúng tôi lại trong buổi tối hôm nay, và tôi rất vui mừng được trao tặng cái giải thưởng cao quý này cho anh bạn đồng nghiệp và cũng là người viết văn rất hay. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn các khán giả và tất cả các fan, xin mời quý vị lưu lại trên sân khấu, lưu lại sân khấu. Và bây giờ trước khi công bố giải chung kết vinh danh tác giả và tác phẩm, hay còn gọi là giải Hoa hậu viết về nước Mỹ của năm nay, chúng tôi xin mời trách chủ khảo Nguyễn Xuân Nghĩa và các vị giám khảo viết về nước Mỹ có mặt trở lại sân khấu. Xin mời cô Nhã Ca, mời giám khảo Bảo Xuân, Lê Thường Vi, chú Bồ Tùng Nha, Bồ Đại Kỳ, anh Nguyễn Viết Tân, Phạm Quyết và Hòa Bình lên sân khấu. Một lần nữa chúng tôi xin kính mời quý vị Nguyễn Xuân Nghĩa, Nhã Ca, Bảo Xuân, Lê Tường Vi, Bồ Tùng Ma, Bồ Đại Kỳ, Nguyễn Viết Tân, Phạm Quyến và Hòa Bình. Và sau đây kính thưa quý vị, giải quán quân chung kết tác giả tác phẩm năm nay 2016 thuộc về tác giả Phùng An Kim qua tác phẩm Người Thương Binh Vào Bóng Tối Còn Lại. Xin mời tác giả Phùng An Kim lên sân khấu. Kính quý vị, tác giả Phùng An Kim là một nhà giáo đã từng nhận giải danh tiếng viết về nước Mỹ năm 2014, nhận giải vinh danh tác phẩm năm 2015, và năm nay chị sẽ đoạt vương miện Hoa hậu tác giả tác phẩm Việt viết về nước Mỹ 2016. Chúng tôi xin mời tác giả Phùng An Kim cùng chia sẻ lại câu chuyện của tác giả và giải thưởng viết về nước Mỹ. Dạ, kính thưa quý vị, năm ngoái cũng phải trong cái không khí như thế này, tôi đã lên đây nhận giải vinh danh tác phẩm. Và hôm nay, tối hôm nay, trong cái không khí và cái sân khấu này, một lần nữa tôi lại được lên đây nhận một cái giải thưởng lớn hơn. Thì không nói chắc quý vị cũng hiểu là cái sự xúc động và cái niềm hạnh phúc của tôi nó to lớn như thế nào. Thưa ban tuyển chọn đã biết nhiều, đã biết nhiều à, đã cho chúng ta thấy nội dung của bài viết. Tôi chỉ xin được bán tắt, nói tóm gọn: cơ duyên nào, những tình cảm và suy nghĩ của tôi khi viết bài viết này. Tình cờ tôi đọc một cái bài viết của một ký giả Mỹ, Edward Williams, bài Reflect on Vietnam, viết về một người cựu chiến binh Mỹ giết một người cán binh cộng sản. Ông ta mang một cái mặc cảm giết người, và sau 40 năm ông đã trở về Việt Nam để tìm sự tha thứ. Khi tôi đọc bài viết này, tôi suy nghĩ rất nhiều về những người thân yêu còn sống sót ở quê nhà. Và tình cờ tôi được đọc một cái bản tin tức của hội Hát Ngôn Thương Phi Đương và Võ Phủ Tử Sĩ. Hội kêu gọi những người đồng hương hãy tiếp tay với hội giúp chương trình Một Gia Đình Một Thương Phi Đương. Và tôi đã gửi thư xin được bảo trợ một người thương phi đương, và hội đã gửi cho tôi lý lịch hồ sơ của anh Nguyễn Văn Phục và tấm hình của anh. Khi nhìn tấm hình này, tôi liên tưởng đến đôi mắt của cái người cán binh cộng sản. Tôi nghĩ đến người cựu chiến binh đã về Việt Nam, và tôi nghĩ đến tại sao mình không về Việt Nam để nhìn lại đôi mắt của người thương binh này. Và thưa quý vị, tôi đã về, đã nhìn thấy, đã gặp, đã nhìn thấy, và tôi đã viết bài Người Thương Binh và Bóng Tối Còn Lại. Thưa quý vị, tôi không biết phải diễn tả như thế nào qua bài viết này. Chỉ xin là những người đồng hương chúng ta may mắn còn ở lại và được sống ở biển, hãy nghĩ đến những người thương binh còn sống sót ở quê nhà. Cuộc sống của họ hết sức. Và bây giờ trở về với cái giải thưởng. Thưa cái giải thưởng lớn quá, thưa quý vị, lớn quá, 10.000.
Tôi xin phép được làm cái công việc là gửi lại phân lượng số tiền 5.000 cho Việt Bảo Foundation của cô Hòa Bình. Để làm một cái quỹ gây quỹ cho việc cho một lý về đất biển sang năm. Phần còn lại cho phép tôi được làm cái công việc chia ra một chút xíu. Một phần xin gửi đến cho hội hát cô thương tế bên cầu bảo phục tiền sĩ của cô nạn nhân. Cô đang ngồi dưới kia. Dạ, tôi xin chào cô. Dạ, một phần cho tôi được gửi đến anh Trần Văn Phụng, gửi tới bên mà khi tôi về thì cái nhà anh và cái nền đất nó đang vào một bước thì đang có lẽ anh cần phải sửa sang lại cái nhà. Và một phần nữa xin cho phép tôi được chia sẻ một chút với những người thân và những cái công việc từ thiện nhỏ nhỏ mà tôi đang làm. Và cuối cùng, thưa quý vị, tôi không biết nói gì hơn là xin cảm ơn anh Trần Nhà Từ và chị Nguyễn Căn. Xin cảm ơn ban tuyển chọn một viên về nước Mỹ và các anh chị trong ban tuyển chọn này. Xin cảm ơn Việt Book, những người bạn biết dễ thương của tôi đang ngồi dưới kia. Xin cảm ơn những thân hữu, những bè bạn, thân nhân và những người học giả của tôi đã ủng hộ tôi rất nhiều và cho tôi cái cơ hội được viết và được lãnh cái giải thưởng này. Và lời cuối cùng thì xin các quý vị cho tôi gửi lời kính chúc đến một viên về nước Mỹ luôn luôn vững mạnh để bảo tồn được văn hóa và ngôn ngữ tiếng Việt cho những người Việt tha hương chúng ta và cho thế hệ trẻ sau này. Dạ, tôi xin rất là xin cảm ơn tất cả quý vị. Mời các tác giả từng trúng giải những năm trước lên đứng trước sân khấu để chụp hình lưu niệm. Đó là các tác giả Cao Minh Hưng, Nguyễn Văn Hưởng, Phạm Hoài Trương, Nguyễn Hữu Thời, Iris Tinh, Thịnh Hương, Donna Nguyễn, Máu Nguyễn, Ngọc Anh, Phương Dung và Thi, Bảo Trân, Thụy Nhã. Chúng tôi kính mời quý vị cùng lên để chúng ta có một tờ bức hình chung trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình. Chào.